Đó, đó, nó lôi con nhỏ xuống á. Mà trước khi lôi nó xoay qua nhìn tôi, coi tôi có la mắng gì nó không. Xoay qua không có nhìn thẳng đâu, giả bộ dòm hơi hơi thôi. À, nó không có la mình. Tôi đếm từ 1 tới 3 lôi nhỏ xuống coi. 1, 2, ê, 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 con khẹo ở đó kìa. Ở đó, đó trúng nó đi. Ở đó, đó, chắc, chắc, chắc. Thiệt liền. Lý con nhọn mà xoay qua dòm tôi nha. Không có con sen đây nãy giờ tôi cạo đầu khô mày nhọn. Ở trời trời trời. Giờ khế bước tới cái sắt kiểu như bữa nay tao canh giữ cái sắt nha, cấm đứa nào phóng lên đây nghe chưa. Thường qua Tết là mọi người hay khoe coi ai được lì xì nhiều tiền hơn. Bây giờ mình chơi khoe khác đi. Ai có nhiều tiền với mệnh giá nhỏ nhất. À, tất cả những tờ này chỉ có 1 đồng mà thôi. À, tất cả là 9 đồng nha quý vị. Người nào có tiền mệnh giá nhỏ nhất hay là tiền lì xì ít nhất thì cứ khoe lên nha. Khoe tiền nhiều xưa, giờ khoe tiền ít đi. Có mấy bạn hỏi làm cách nào cho con dã ngồi yên một chỗ cũng như ngồi yên trên xe. Không có cách nào hết trơn. Cái này là do bẩm sinh, phát hiện tài năng từ nhỏ cho nên tôi thử lấy cây đèn chớp chớp vũ trường gắn vô rồi mở nhạc đùng đùng, ngồi im ghe phải không. Nhân với điều kiện đừng có con chuột chạy ngang nha. Chạy ngang cỡ nào anh cũng phóng xuống à. Nói chung tập cho mèo đi chơi cũng được. Mình nhớ lựa mấy con nào dạng dạng nha. Chứ gặp mấy con nhát như đại ca à thôi, bỏ đi. Lúc này tôi thử bỏ vô nhà nửa tiếng, ai về một tiếng đồng hồ sau tôi mới ra tại vì quên. Hai về ngồi im ghe. Đúng là con mèo có sở thích đặc biệt, khoái ngồi ghế ngắm cảnh. Khế ông ngoại mới ăn cơm no, nhưng muốn làm người nhện và cái kết. Ê, tao mới ăn cơm no, đồ ăn chưa cho xuống bụng nha nhọn. Chưa cho xuống bụng là chuyện của mày, còn đánh mày là chuyện của tao. Khoan, dừng lại khoảng chừng là 2 giây, coi tao biểu diễn đây. Ủa sao té rồi, hồi nãy tao lỡ ăn 3 chén cơm, mới tiêu quá có 2 chén à. Còn 1 chén kẹt vô cái bụng nên phóng không được. Còn mày khôn hồn thì cút đi nha nhọn, chén kia mà tiêu quá là mày tới công chuyện tao. Mày nói ai tới công chuyện. À, cái con nhỏ nhọn này kiếm chuyện với tao ha. Mấy giỏi đừng có chạy vô trong đó. Cái đu của tao không phải đu gỗ nãy giờ tới số. Nghe tiếng nút bạc ngã mà nhìn vô phòng không thấy ai hết trơn. Không lẽ à, thì ra là con quỷ này. Tao đuổi mấy con kia ra mà con này nó ỉ nó đen mà nhìn không thấy á. Trốn trong này. Tao đã có cách xử mày rồi Miu. Đây, màu đen thì chơi với màu xanh được chú ý cho nó ít nổi một chút nha con. Đây cho quý vị coi cận cảnh mặt bình thường của con Miu. Mà khi nó nhìn thấy camera. Thấy chưa, camera mà nhìn nó chừng con mắt lại liền á. Thôi mặc đồ, vui vẻ không quạo nha. Rồi xong, trốn đi con. Giờ tao hết nhìn thấy mày đó. Thì mày trốn đâu tao cũng nhìn không thấy. Trời trời, tôi có nhìn lầm không vậy? Con khế nằm chính giữa đại ca với con Miu. Con khè nằm kế con ngầu. Ủa tôi có qua mắt không trời? Mọi người có nhìn thấy giống tôi không vậy? À chắc con khế nằm trước. Vừa đại ca với con Miu muốn chiếm chỗ người ta. Nó đang bài mưu lập kế đuổi con khế. Trời trời trời, hết hồn mày. Người nào yếu bóng vía đi ngang cửa này chắc dễ đuổi tiền lắm. Đó. Cái con này mà không dạy nữa nó quỷ của cho sạc nghiệp luôn á. Mới đầu tôi thấy cát xong mà càng ngày càng ít. Không lẽ nó ăn sao? Dở lên một cái trời ơi trời, tôi muốn cạo đầu nó hết sức vậy nè. Dám chơi dám chịu. Tính ra nó hốt đâu có bao nhiêu, toàn là tôi hốt không. Mà cây chổi này quét cát muốn sang chấn tâm lý luôn. Đã tới lúc xài thử cây chổi quét nước. Bây giờ mới thấy nó có lợi nha. Hên phát hiện ngay đêm giao thừa. Chứ ngay mùng 1, mùng 2, mùng 3 đâu có quét nhà được. Chắc hốt bằng tay quá. Trong khi cái tay đang sưng chù dục. Ôi trời, cái đống cát bươi ra bằng 3 ngày đi vệ sinh của nó. Cái thứ nồi dẻ ở ké mà làm như đại gia con nhà giàu vậy trời. Mèo mất lịch sự nhất Kiên Giang. Mỗi lần đi ăn với chủ mà thấy cái gì ngon ngon là chờ nguyên cái người lên đưa cái mỏ vô hửi. Trong khi ở quán rất là đông người, ai nhìn vô như kiểu cái con này chắc không có giáo dục. Ăn cái gì phải đưa nó hửi về nè. Nếu không đưa cho nó hửi rồi nó chồm lên tiếp tục. Lúc này phải tính cái biện pháp gì để xử lý nó đây. À cái cọng ngò bỏ vô phở đây nè. Được, mày thích hửi đúng không? Coi bộ cọng rau thơm có thể rèn luyện được cái nết ăn uống của nó lại rồi. Nhưng đưa thêm một lần nữa vẫn cố chấp hửi vô. Không biết lúc này đã chừa hay chưa mà xây cái đầu chỗ khác. Không còn khủng bố tô phở của tôi nữa. Nhưng tôi nghĩ con này chứng nào tật nấy. Muốn dạy dỗ nó thì phải thời gian lâu dài chứ không có mau vậy được đâu. Lúc này tôi đưa thử cọng giá coi phản ứng sao. Vẫn chồm lên hửi tiếp. Làm sao đi ăn mà còn khủng bố đồ ăn của tao là mày hửi cọng ngò nghe chưa. Chứ không phải là cọng giá này đâu nghe dẻ. Nghe chưa. Nguyên một mâm cơm Tết, hủ qua, thịt kho hộp vịt, chả lụa, pate, dưa hấu. Sao chưa đứa nào vô ăn hết trơn vậy? Để cho ông già này ngồi đợi vậy đó hả? Nhọn, lên ăn đi mày. Mày không lên sao tao dám ăn? Tao ngồi đây dụ hoài mà không con nào dám nhảy lên ăn trước.
Tại vì đứa nào ăn trước đứa đó sẽ bị đập. Rồi con sen bực mình nó bỏ nguyên cái bàn, cả đám nhảy lên ăn sau. Năm nay tụi nó khôn quá trời, họ đã phóng xuống cho rồi, nó còng ngứa miệng ăn bậy ăn bạ. Và ăn đập của nó không chừng. Chà chà, bữa nay khéo ngoại ăn gan hùm hay sao mà dám cạp cổ. Điểm nguyệt con quạo. À, đây là điểm nguyệt của mèo nha quý vị. Dậy dậy, tưởng gì cạp cổ xong bỏ chạy. Lúc này quạo rất là tức, muốn nhào xuống xử con khế mà con sen đang nhìn. Thôi bỏ, nguyên nhân là đây. Nó ngồi đợi mấy đứa cháu đưa cái đầu vô, mà con quỷ miêu nó chụp cái gắn mối cắm đầu xuống mưa. Dơ quá giờ này tắm không được. Thôi khế liếm đỡ đi, nó hửi cái mùi hôi tới nỗi nó quạo luôn á. Nhưng dù sao nó cũng là cháu của mình, thôi gán liếm đại đi. Liếm một mình con miêu là bằng năm con khác, vừa hôi mà vừa dơ nữa. Giải quyết con miêu xong muốn kè đầu, tôi đưa thêm đại ca vô. Mà lúc này khế rất là mệt, thêm mặt đại ca cọc quá rồi nó quạo đuổi thẳng luôn. Hồi đó tới giờ ông ngoại của mày rất là lịch sự, không hề đuổi thẳng đứa nào, chỉ đuổi vòng vo thôi. Cái mặt của mày bố láo quá. Út, nghĩ mệt chưa xong mà con quạo phóng lên, cái mặt rất là tự tin. Ông mà không liếm cho tôi là tôi tác động vật lý ông đó nha. Rồi nó uống qua éo lại bắt con khế liếm. Thế là khế xuất chiêu điểm nguyệt như cảnh đầu ở video á. Hôm nay idol nào vẽ như vẽ mặt rất là tươi tỉnh, sáng láng, đẹp trai. À, chưa biết đẹp trai hay đẹp gái. Tại con này nó có một cái nét đẹp phi giới tính. Nhưng rất tiếc cái lỗ mũi bị ăn trầu. Tại hôm qua cà chớn quá bị ngầu nó giả. Nhưng không sao, được cái mái tóc. Nhưng vẽ không có cho ai gớ cho mái tóc của mình. Sợ mất nét hơn mái tóc bạc chịu thì làm sao livestream được. Nhưng idol không có tiền đi xa hơi. Không lẽ tao đòi về chứ. Cái đầu của tao bây giờ đâu có khác gì cái ổ chim hay là cái bãi rác đâu. Thôi đi về xem anh, biết giấu mặt ở đâu. Đi về. Ủa, sao tưởng con mèo bự mặt chầm dầm trời. Bữa nay là ngày thứ hai đi coi cái tượng con mèo ở Kiên Giang. Ngày thứ nhất coi là không thành công rồi đó. Đang thay đồ chuẩn bị, con này ở trong chuồng nhảy đùng đùng đòi đi theo coi cho được. Mà ngồi xe liên tục 15-20 phút nắng nôi mà không kêu tiếng nào. Có khi nào nóng quá có nó bị á khẩu không? Không, nhìn cái mặt tươi tỉnh lắm chứ bộ. Lần hai này coi không được là không có lần thứ ba đâu. Có gì tết đi luôn. Vừa mới bước vô trời ơi, nó nhìn con mèo cái mặt quạo hay sao nó, trời nó sợ bà con ơi. Ê mà sao con mèo bự chầm dầm vậy trời. Cái nó cắm đầu với cái hàng bông người ta, trời con mèo bự khổng lồ mà sao cái mặt kỳ vậy, mèo tết mà sao không có vui vẻ gì trơn vậy chàng. Chẳng hạn tinh thần con vẽ xong á, cái gán nhìn lại mà nhìn kỹ lại không phải, do cái xăm chỗ của nó quấn ngang cái miệng nó giống như chầm chầm không phải nha. Con nào cũng cười hết. Còn trời, con đốm đỏ này đang múa hay đang thủ giỏ vậy? Vậy là hai con đầu đàn là hai con mèo xăm chỗ, có thể là mèo mớp nha. Hai đứa hai bên là hai đứa con. Mà con nhỏ này tạo hình khó hiểu quá. Tranh thủ cho dễ chụp hình vài đôi. Và đây cũng là biểu tượng của mèo tại Kiên Giang. Mèo Kiên Giang mang phong cách Bình Dương. Nếu là một con mèo bình thường khi nhìn thấy cần con mèo thì nó sẽ nhào lại như thế này. Còn đối với một con mèo mang phong cách Bình Dương thì chắc chắn không có giống ai rồi. Kiểu như cái cần con mèo này lúc nào cũng gây họa cho tao hết. Cút đi chỗ khác. Tao nói lại một lần nữa, mày không được rớt vô cái thúng của tao nghe chưa. Tránh xa cái đuôi cái bụng của tao ra. Ủa tại sao vậy? Một con mèo bình thường 10 con là hết 9 con khoái cần con mèo rồi. Chắc con này nằm ở vị trí thứ 9 quá. Ê, tao nhớ tao lượm mèo tại thùng rác Gạch Giá Kiên Giang chứ đâu phải Bình Dương đâu ta. Và đây, nguyên nhân vì sao nó sợ cần con mèo. Thì ra mỗi khi cần câu tới gần lại khế sẽ bị chó cắn. Hóa ra con cháu cái thúi là những đứa có hiếu. Nó coi ông cha mình giống như một cái mền thân thiết, muốn nhào vô đạp lúc nào cũng được. Khế giờ cái đuôi gỗ lên tượng trưng cho cái lá cờ đầu hàng. Sen, mày đem cái đó đi chỗ khác giùm tao đi. Phía sau có đứa đột kích, khế hồi hộp lo sợ sẽ bị đạp lên đầu lúc nào không hay. Khi cần câu đưa tới gần cái mặt để né tránh chạm mặt cái thằng cháu lựu đạn này, khế chuyển sang chế độ giả nai. Trời đánh tránh bữa tắm nha. Mày thấy tao đang tắm không? Có nhào vô nghe chưa? Khế ông ngoại đang cắn chí cho vui, kiểu như trời trời sao cái đầu thằng nó mặn dữ vậy trời. Không ổn rồi, mình phải tìm cách chuồn thôi. Mà mỗi khi chuồn là chơi cái chiêu cạp thiệt là mạnh. Mà gặp cái thằng này nó mình đồng da sắt da trâu da chó, đâu có sợ đau đâu. Nhưng khế vẫn có cách. Giả bộ cạp vô lỗ tai nó. Ê hơi đau nghe ông già. Khế giả bộ gãi lưng mà vui vẫn ngồi lì chỗ đó kiểu như đợi ông liếm cho tôi tiếp. Qua tao tán nó mới được. Cái thằng này sao nó lì dữ thằng vậy. Tao cố tình cạp cho mày đi. Mày không đi tao. Tao không biết con ngầu nó dạy tụi mày đề phòng con người là tốt hay xấu mà trước mắt tao thấy ngu rồi đó. Người ta đưa đồ ăn vô, đút vô, nhiều khi vui vui không sao mà buồn buồn đánh người ta. Có ai ngu vậy không? Thiệt, phải chi hồi nhỏ để tao dạy tụi mày, mẹ tụi mày khỏi dạy. Đảm bảo thân thiện với con người như khế vợ nhọn. Còn cái này, nó canh ha, người nào mà đút đồ ăn vô, vui vui thì không đánh đâu, buồn buồn đánh người ta. Rồi khi người ta thọc cái tay vô, lấy cái dĩa ra, không cho người ta thọc tay vô luôn. Nó cái dĩa nhiều, đồ ăn nhiều rồi mũi mồng rồi cốc nó vô, côn trùng nó vô. Bởi vì mẹ dạy chưa chắc gì là đúng nữa. Nó cái tay của tôi đưa vô thì nó không đánh nha. Biết là tôi á, chứ người khác mà đưa cái tay vô lấy cái dĩa ra ngoài đánh. Bây giờ dĩa đầy nhóc ở trong hết trơn, mà toàn mấy cái dĩa đồ ăn cũ không à. Vậy là ngu hay khôn vậy?